Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết viện này vừa ký ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Duy Thắng 1993, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo cáo buộc, Thắng và cháu M, tên nạn nhân đã được thay đổi, 2004, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, có mối quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 8 tháng 12 năm 2017, Thắng điều khiển xe mô tô đến nhà cháu M, thì thấy nhỏ bé gái này đang mặc đồng phục thể dục nên Thắng chở M đi học. Trên đường đi, Thắng rủ M vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Sau đó, Thắng chở cháu M đến một nhà nghỉ tại phường Y Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, thuê phòng. Khi vào phòng, Thắng hứa với cháu M cho Thắng được quan hệ tình dục thì đến khi M học ngừng phổ thông sẽ cưới M làm vợ. Sau khi quan hệ tình dục ngừng, Thắng ra trả phòng rồi chở cháu M đến trường học. Bố cháu M phát hiện con gái đi với Thắng nên gặng hỏi. Lúc này, cháu M kể lại cục bộ sự việc. Ngay sau đó, bố cháu M đã dẫn con đến công an thành phố Buôn Ma Thuột trình báo sự việc và đồng thời làm đơn tố cáo Thắng. Thời điểm này, cháu M mới đủ 13 tuổi 9 tháng. Biết bị lộ, Thắng đã bỏ đi khỏi địa phương. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2019, được sự động viên của gia đình, Thắng đã tự nguyện đến cơ quan điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuột đầu thú và khai nhận hành vi tội tình của mình.